Gần 2 tháng kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư quay trở lại, Việt Nam đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới với diễn biến cực kỳ phức tạp, hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày, hàng chục nguồn lây chưa xác định và sự xuất hiện của biến chủng mới nguy hiểm. Đây là thông tin mà mọi người thường nghe đúng không ạ? Đứng trước thực trạng đó, ngoài việc tăng tiêm vaccine để tăng cường hệ miễn dịch thì việc luyện tập thể dục cũng là phương pháp hiệu quả để tăng sức đề kháng. Dưới sự hướng dẫn của thầy tiến sĩ Trần Vũ Hoàng, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hướng dẫn tụi em nghiên cứu thiết kế một hệ thống hỗ trợ luyện tập thể dục tại nhà. Đây là đề tài mang tính ứng dụng, phân tích động tác đúng sai kết hợp yoga thư giãn cho cơ thể. Từ yêu cầu của hệ thống, em biết đầu thiết kế sơ đồ khối của hệ thống, bao gồm các khối tiếp nhận hình ảnh, khối nhận diện, khối phân tích xử lý và ứng dụng tương tác. Để lựa chọn được khối nhận diện, ta tiến hành phân tích các mô hình. Sau khi phân tích hai mô đồ học sâu trích xuất khung xương là open bowl và laser bowl, đây là bản so sánh thực nghiệm đánh giá và em lựa chọn laser bowl là mô hình xác định tư thế cho hệ thống. Ý tưởng của laser bowl là ảnh đầu vào đưa vào, phát hiện được khuôn mặt, từ đó thiết kế ra được vùng roi cần quan tâm, nội si. Từ vùng roi đó ta sẽ nội si các điểm khi bôi trên cơ thể. Output của mô hình đó là 33 điểm khi bôi quan trọng trên cơ thể. Từ đó em sẽ xây dựng một tập dữ liệu so sánh. Mình sẽ đưa mô hình trên các bài tập của các chuyên gia trong từng động tác. Ví dụ động tác cuộn tay trước, từ những khi bôi này ta sẽ xác định được biên độ gốc của động tác. Đây là gốc đơn. Đối với các động tác cần sự chính xác nhiều hơn thì mình cần tổ hợp nhiều góc hơn, như trong tư thế yoga, tư thế chiến binh trong bài tập yoga. Đó em sẽ xây dựng lưu đồ hệ thống, trích xuất khung xương đặc trưng từ ảnh người dùng, so sánh với tập dữ liệu mà mình vừa thiết kế, đưa vào khối, so sánh các góc trọng yếu và hiển thị lên frame, thực thi trên khối, ứng dụng tương tác bao gồm các giao diện chính có các chế độ tương ứng. Điểm chung là sẽ có các phần sau, ví dụ như ở trong chế độ điểm số động tác, ta sẽ có các phần như là các nút nhấn chuyển bài tập, màn hình giao diện người tập, ảnh hướng dẫn luyện tập, khung thời gian và khung thể hiện số ghép đạt được. Sau đây em xin khởi động để cho hệ thống chạy. Đây là hình ảnh một số bài tập khi tập với hệ thống. Đây là bài tập vai ở chế độ phân tích của hệ thống. Mọi người có thể thấy nó có thể phân tích tư thế đặt tay sai và đề xuất tư thế đặt tay đúng. Điều này có thể giảm chấn thương khi tập các bài tập nặng như bài tập vai. Mà mình vào tư thế đúng thì hệ thống sẽ có những tính năng sẵn dưới và giữ nguyên tư thế đến 30 giây sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Khi mà tư thế mình đã sai thì nó sẽ đứng xuống dây tự động. Tiếp theo là tư thế cái này. Đây là khảo sát từ người dùng và trải nghiệm hệ thống. Số liệu khá là khả quan, có tới hơn 90% cho rằng hệ thống rất hay là hữu ích. Đây là link demo của hệ thống, mọi người có thể xem. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.